Hey, chào cả nhà nha, chúng ta lại gặp nhau. Hôm nay mình là Hàm, bên Hoa Đại Dương. Hôm nay mình chia sẻ mọi người cắm cái đi. Cái bình mình cắm cái bình hoa hồng mình xoay tròn nha cả nhà. Trước tiên mình ví dụ như mình chuẩn bị cho mình cái bình đi. Cái bình này chắc nó cũng cao khoảng 12 phân á. Rồi bây giờ bắt đầu mình cắm đi cả nhà. Trước khi cắm là mình phải ngâm cái cục hoa này trước để cho nó ngấm nước đều hết rồi xong mình mới vớt lên nha. Chứ cả nhà nhiều lúc có người không biết là nhậm xuống cái là ở ngoài nó có nước nhưng mà chính giữa này có nước là nó dễ không mình nên dễ nó lắm. Rồi mình đi lên, ví dụ như cái bình hai khác mình đi lên, thôi mình đi xuống cho nó bóp rồi tự nhiên nó bứt ra luôn. Đó mình đi. Cả nhà ví dụ như mình đi khoảng hai để lại ở trên là hai phần cục phong là còn để cho mình cắt bông, còn mình đi xuống dưới lại. Đó mình đi luôn tự nhiên nó cắt là nó bóp là nó cứng luôn. Rồi trước tiên ví dụ như mình có con vận chuyển á thì mình nhớ mình lấy băng kia mình gia cố lại. Rồi hôm nay mình lấy băng kia mình gia cố lại nha cả nhà. Mình phải gia cố cái thành trước tiên, mình phải bón qua cái thành trước nè. Đó bây giờ phải bón cái thành trước cho nó ăn vô cái thành đi cho khỏi cho nó cứng đi, rồi cho mình gặp về sau. Đó mình gặp về sau hai ba vòng vậy á. Nhiều lúc mình có băng keo lớn thì mình bón băng keo lớn thì nó cứng hơn nha. Rồi mình bón qua bón lại bón tới bón lui chừng nào nó cứng hơn mình ngưng. Đó mình bón ba vòng thôi cho nó cứng. Rồi nó cứng rồi, bắt đầu bây giờ mình cắm thôi. Đó cả nhà phải mình lắc coi thử coi thử cục phòng mình có rung rinh không. Nó mà rung rinh á thì mình phải gia cố thêm, chứ nhiều lúc mình vận chuyển đi ngoài đường ngoài gió máy đồ nó rớt cái ầm xuống luôn, ăn cổ đồ ho lát cành rớt xuống hết luôn á. Rồi bây giờ cứng rồi, bây giờ bắt đầu mình cắm. Đây chuẩn bị cho mình, đây mình cắm. Hôm nay mình cắm hoa hồng, mình xây tròn hồng cánh tiêu hồng tím nha cả nhà. Cái này là lá nguyệt quế, mình phải cầm xây, mình cắm cái nền lá lên trước đi. Rồi mình cắt nhỏ ra, mình xây tròn cái nền lá trước đi. Đó nè, mình nhớ mình cắt ra. Rồi hôm nay là mình sẽ đệm lá hết luôn nha cả nhà, kín luôn. Còn ví dụ như cả nhà mình chưa quen thì mình không có đệm. Rồi mình lên cái nền lá trước đây. Đây là lá nguyệt quế. Ví dụ như cả nhà mình cắm hộp, cắm bình vậy, mình cắm lá nguyệt quế. Chứ mình cắm lá cao, lá lan đồ thì nó bình thường lắm. Còn ví dụ như mình cắm bình hay cắm gì á, mình cắm lá nguyệt quế hoặc là trúc đớm. Rồi cái đây là một bó lá nguyệt quế là đủ rồi. Rồi cả nhà mà muốn tiết kiệm bông thì mình nhớ mình cắm cái nền lá lên nó đầy luôn, cắm cho nó kín hết, nó chia phòng hết luôn. Rồi mình cắm hoa hồng lên. Đó mình cắt ra mình chia cho, ví dụ như cả nhà ví dụ mình cắm tới đây là mình phải chia cái lá cho nó thấp chút xíu nha. Đây bó nguyệt quế đi, nó cũng rỉ thôi, chỉ có 5k một bó thôi. Cả nhà lúc 2 bó 10k thì cắm mệt nghỉ rồi. Đó mình lên cái nền lá trước đi. Rồi mình bên đây nó chưa tròn thì mình xây lại. Nó xây lại còn nó còn mấy cái là thế còn phong không? Mình cắm. Rồi bây giờ bắt đầu mình qua bây giờ mình cắm phong không? Trước tiên mình phải ví dụ như mình cắm xây tròn, mình phải có một cái cây hoa hồng. Mình sẽ lựa cái cây hoa hồng nào mà nó thẳng nhất, mà hoa hồng nó thẳng nhất mà nó cứng. Cả nhà mình cắm nó làm tâm của nó nha. Đó, ví dụ mình có mình để mình phải cắm giữa cục hoa này. Giữa cái cục hoa, nó ở giữa cái bình luôn nha. Rồi mình cắm giữa. Đây có, cái đây là gầm tâm. Rồi cả nhà phải cắm thấp hơn cái cành đi tâm đi. Rồi bây giờ cứ bắt. Rồi đó, cái cây đi, cây thứ hai sẽ thấp hơn.
nhớ ho lá cành gì mình phải cắt xéo gấp 4-5 độ. Còn ho ví dụ như ho mình mua về mình làm cánh nó sạch sẽ nó, nhiều lúc ví dụ như cả nhà muốn chơi tự nhiên á thì mình không làm cánh nó, còn ví dụ như mà mình mà muốn ấy mình phải làm cánh, nhiều lúc á mình tặng người ta nói mình tặng ho héo rồi đó. Đây bánh xe còn đó, ví dụ như cả nhà ví dụ cắm một con đi ta không có dưới rồi sao mình xây tiếp tục, nhớ mình đặt cánh nó ra nha. Đây là hồng, đây là hồng bắt teo nha cả nhà, còn hồng gọi là hồng da. Rồi bây giờ mình cảm thấy mình cắm một hàng đi cho nó đều hết được nha cả nhà, rồi mình xây đại, mình bắt lớp mình cắm trên đó đó, quay lại. Rồi ở đây mình nhớ cái cây đây làm tấm nè, rồi mình phải cắm thắt hơn chút xíu, chứ không phải là mình cắm tròn mà mình cắm từng rồi bậc thang nha cả nhà đó. Đấy, cái nhà ví dụ như cái phần đây cái khoảng mình khoảng 25 hồng hồng bắt tay nha. Rồi cái đây cho nó bằng cái đây trước. Ví dụ như mình mà ví dụ như chưa cắm chưa quen á, là cả nhà phải nhìn mình phải đo nha. Ví dụ như nhiều lúc mình cứ cắt, mình cây cắt là ví dụ như số lượng mình cắt đây trước đi, và mình phải để vô đó, mình để như cái góc hồng vô cái tục hồng á, mình đừng có cầm cắm vô, là mình phải để vô trước này, coi thử nó dư bao nhiêu. Nếu mà nó dư ví dụ như nó dư nhiều quá, mình phải trừ hao ra. Nó cái góc của nó là vô khoảng 3 phân, mình phải trừ ra. Trước tiên ví dụ như cả nhà phải cắt một là trên cái mắt nó 3 phân, mình thấy không? Để thật thấy không? Trên 3 phân hoặc là dưới 3 phân, ví dụ như mình cắt ở dưới là mình cắm vô 3 phân là nó không có đụng cái mắt, hoặc là mình cắt ở trên đó mình trừ theo ra đó, mình cắt ra mình vô rồi mình đưa vô 3 phân đó. Chứ nhiều lúc mà cái nhà mà cắm mình rút ra rút vô là cái cục son mình nó bể nát luôn, tại là mình cắm như những cái ho khác, khi mà cái chỗ lủng lỗ đó mình cắm vô thì ho nó không có bền được đó. Rồi mình cũng cắm ở đây tương tự. Rồi mình phải quay lại mình kiểm tra coi thử nó tròn chưa đó, nó coi thêm nó tròn chưa. Nó mà ví dụ như nó tròn rồi thì bắt đầu mình sẽ để hồng tím vô, tại cái hồng chủ đạo là mình hồng cánh hồng pastel, còn cái hồng tím đây cái nhà mình mua cho mình khoảng, đây là hoa hồng tím cái nhà mua cho mình khoảng 10-12 bông, rồi mình đệm vô. Ví dụ như cái nhà đệm vô 4 cái hồng pastel, chính giữa là cái hồng tím đó. Ví dụ như 4 này, 1, 2, 3, 4 là mình cắm vô cái hồng cây hồng tím đó, mình xem như vậy nó mới đều rồi. Rồi mình lấy cái bên ngoài xem, mùa này cái là thấy không, 1, 2, 3, 4 thì có một cái hồng tím vô chính giữa đây, ở trên đây cũng vậy, 1, 2, 3, 4 thì có cái hồng tím vô chính giữa. Rồi mình cắm mình phải đo, còn mình ven là mình cắm xong nó không vô. Ở cái này 1, 2, 3, 4 thì có một cây hồng tím chính giữa đó, vậy là nó đều đây, 1, 2, 3, 4, mình đệm vô cho nó đều, cũng tương tự như mấy cái kia cũng vậy thôi. Đây, cái đây là mình chuẩn bị cho mình khoảng 10 con hồng tím nha. Mình phải đo trước, rồi cắm vô cho nó vô. Rồi cái đây là giai đoạn mình cắm bông xong rồi, bây giờ bắt đầu mình đệm vô. Ví dụ như cả nhà mà cắm thích, ví dụ như ở ngoài quê chỉ có soi lem tím, thạch thảo trắng tím, mình đi cắm cái hoa đó nó rỉ. Còn ở đây ở shop ở đây mình sẽ có hoa bi, mình sẽ đệm hoa bi vô nha cả nhà. Rồi mình cắm cái bình này nhỏ nhỏ mình để ở bàn tiệc hay bàn dài gì nha cả nhà. Đây bi, đây là bi của hàng, đây là hàng của Hà Lan nha cả nhà. Mình nên hoa bi mình cứ sử dụng hoa bi Hà Lan hoặc Trung Quốc
ví dụ như mình ở Đà Lạt, mình phải đến Việt Nam, nhưng mà ở Đà Lạt thì không cắm pin của Đà Lạt được, tại pin của Đà Lạt nó nhanh tàn lắm. Ví dụ như cắm từ mình cắm sáng tới chiều là nó bị điên, bị teo cái pin lại. Còn pin điên cả nhà mình cắm giữa hoa hồng mà nó tàn rồi, hoa pin chưa tàn không nha. Rồi hoa pin đây mình cũng tỉa nhỏ ra, mình đẹp lại cái nhà phải trái. Ví dụ như cắm hoa hồng cũng vậy, mình phải chừa cái lỗ nó ra, nhiều lúc bông cho nó nở ra. Đó, mình đệm hoa bi. Nhớ cái nhà đệm hoa bi là mình cắm hai tông, mình đệm hoa bi là phải cho nó thấp hơn hoa hồng nha. Rồi cho nó đều luôn. Cái đây mình tại cái bi của Hà Lan á là nó nhiều bông lắm, mình đệm cái đây cũng một hai cành là nó đầy rồi nha. Nhớ ví dụ như mà nhiều lúc mà mình cắm nó cao quá, mình phải lấy hai ngón tay mình chọt nó vô. Ví dụ cắt ra nhà lấy hai cái ngón tay này đó, mình chọt nó vô. Đó, mình chia sẻ nho nhỏ thôi, mình cắm cái bình thì mình xây tròn vậy thôi, đơn giản, ai cắm cũng được, em bé hay là gì cũng cắm được. Rồi mình cắm cái mặt trước rồi, nó tròn rồi, nó đầy, cả nhà thấy nó đầy chưa, nó đầy rồi thì mình sẽ xây về sau. Rồi xây về sau mình cắm vô, mình đệm vô đó, là cái đây là mình cắm lá vô luôn. Rồi như chỗ nào, ví dụ như cái nhà thấy trống không, ví dụ như chỗ hoa hồng đây nè, nó trống thì mình đệm hoa bi vô đó, cứ tương tự gì cái chỗ nào trống thì mình đệm vô. Rồi cái đây mình đệm với con khoảng một cành là đủ rồi nha cả nhà, tại bi nó nhiều lắm. Rồi mình cắt nhỏ ra mình đệm nó vô. Rồi vậy mình thấy cái nhà thấy nó đầy rồi đó, mình cắm đơn giản vậy thôi, mình cắm hồng mắt tơ trước rồi xong mình đệm hồng tím vô sau. Ví dụ như cái nhà chuẩn bị cho mình khoảng hai có cái đây chắc khoảng 22 bông hồng bắt tiêu với lại khoảng 12 bông hồng tím như cái nhà. Rồi tới đây cái video mình xong luôn đi, như cái nhà cảm ơn cái nhà đã theo dõi. Ví dụ như cả nhà ví dụ thấy video mình hay quá nhớ khuyến mãi một like, còn ví dụ như cái nhà mà có yêu hoa lá cành gì đó nhớ đăng ký kênh Hoa Đại Dương như thế nào, tại mỗi ngày mình ra mỗi video mới để mình chia sẻ cho cả nhà, dù mình cắm đẹp hay xấu gì cũng vậy để mình chia sẻ cho cả nhà thôi, cả nhà biết gì thì biết, không biết gì thì cứ mình học từ đầu mình sẽ cắm được nha. Xin chào và tạm biệt.